Xin chào các bạn. Từ trước đến nay thì chúng ta đã quen với những kỳ quan thế giới như là kim tự tháp Giza hay đền thờ nữ thần Artemis. Thế nhưng các bạn có biết ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có 7 kỳ quan thế giới mới rồi hay không? Trong video này, hãy cùng với Miss Xem Gì tìm hiểu những địa danh đó nhé. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. Mở đầu cho chuỗi kỳ quan thế giới hiện đại là Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành là một trong những công trình đồ sộ nhất ở Trung Quốc, được xây dựng với mục đích bảo vệ Trung Hoa khỏi mối đe dọa từ các bộ lạc du mục phương Bắc. Vạn Lý Trường Thành được xây dựng trong suốt 2.000 năm ở biên giới phía Bắc của Trung Quốc thời phong kiến, với nhiều lớp tường thành song song với nhau. Công trình này có tổng chiều dài hơn 21.000 km. Để dễ hình dung thì chiều dài này còn dài hơn một nửa chu vi của trái đất. Vạn Lý Trường Thành có chiều cao trung bình 7,8 m. Công trình được xây dựng dưới nhiều triều đại nhưng phần lớn được xây dựng trong thời nhà Minh. Có một điều khá thú vị và đặc biệt, phần lớn Vạn Lý Trường Thành được tạo ra từ những vật liệu xây dựng không có gì nổi bật như đất đá. Tuy nhiên, gạo nếp được đưa vào công thức làm vữa nhờ sự kết dính ưu việt. Có thể nói thì vật liệu đặc biệt này đã thay thế cho xi măng thời bây giờ. Còn nhiều ý kiến trái chiều về việc Vạn Lý Trường Thành có thể được nhìn thấy từ vũ trụ. Thế nhưng kể từ khi con người với tới không gian vũ trụ thì quan điểm trên đã bị bác bỏ. Phi hành gia Neil Armstrong là một trong số những người khẳng định điều đó. Mặc dù vậy, Vạn Lý Trường Thành vẫn là công trình đáng tự hào của người Trung Quốc. Đất nước này có câu nói rất nổi tiếng: nếu chưa đi Vạn Lý Trường Thành thì không phải là một người đàn ông thực thụ. Thành phố cổ Petra, Jordan. Nói đến kỳ quan thế giới mới thì không thể thiếu được thành phố cổ Petra nằm ở Jordan, là thủ đô của vương quốc Nabateans của vua Aretas đệ tứ. Cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 185 km về phía tây nam, thành phố cổ Petra là một trong những thành phố cổ đại được khắc trong lòng đá với vẻ đẹp tự nhiên và kiến trúc cổ lộng lẫy. Petra nổi tiếng với những cấu trúc bằng đá, đặc biệt là ngôi đền cao 42 m với mặt tiền được chạm khắc bằng đá màu hồng. Thành phố này có gần 600 công trình kiến trúc. 2.000 năm trước được xem là thời kỳ thịnh vượng của thành phố với cư dân được ước tính ở mức 20.000 người và những công trình vĩ đại, nhà hát, lăng mộ, đền thờ. Bao quanh thành phố là những ruộng vườn màu mỡ được tưới tiêu bởi một hệ thống kênh dẫn, đập nước và hồ chứa cầu kỳ. Khu vực này được công nhận là di sản của thế giới UNESCO năm 1985 và được mô tả là một trong tài sản văn hóa quý giá nhất của nhân loại. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2007, Petra được công nhận là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Tượng Chúa Cứu Thế, Brazil. Tượng Chúa Cứu Thế nằm ở trên đỉnh Corcovado, một ngọn núi cao 710 m với rừng rậm rạp ở Brazil, là một trong 7 kỳ quan thế giới mới. Tượng cao tới 38 m. Để hoàn thành công trình này, người ta đã mất một thời gian rất lâu. Trên thực tế thì tượng được xây dựng vào năm 1922 và phải đến năm 1931 mới hoàn tất, tức là đã tốn 9 năm trời. Đây là bức tượng Chúa Giêsu đứng trên đỉnh núi Corcovado tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Tượng được dựng để nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Brazil độc lập. Đầu tượng nặng 35,6 tấn, cao 3,7 mét, mỗi cánh tay nặng 9,1 tấn. Khoảng cách giữa hai đầu ngón tay của bàn tay trái và phải là 23 mét. Sau khi đi xe hoặc leo bộ lên núi, du khách còn phải trèo 220 bậc thang để tới chân tượng. Điều khó thể thực hiện với người già hay người khuyết tật. Tuy nhiên, năm 2003, một thang tự động đã được lắp đặt giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. Bức tượng là một biểu tượng của hòa bình và lòng hiếu khách của người dân Brazil. Tuy nhiên, do nằm trên đỉnh núi, công trình này dễ bị sét đánh và trên thực tế thì có không ít lần đã trở thành cột thu lôi trong năm. Nếu đến Brazil, các bạn đừng bỏ qua kỳ quan thế giới thứ ba này nhé. Pháo đài Machu Picchu, Peru. Nhiều người cho rằng đến Peru mà bỏ qua pháo đài Machu Picchu thì cũng chẳng khác gì đến Trung Quốc mà không thăm Vạn Lý Trường Thành. Machu Picchu là một khu định cư trên núi được xây dựng vào thế kỷ thứ 15 ở khu vực Amazon của Peru. Thành phố đổ nát này là một trong những tàn tích nổi tiếng nhất của nền văn minh Inca, phát triển mạnh mẽ ở khu vực dãy núi Andes ở phía tây Nam Mỹ. Với độ cao 2.430 m, bạn sẽ thấy khu vực này đẹp ngoạn mục như thế nào. Pháo đài danh tiếng Machu Picchu không phải là một thành phố bình thường, mà là khu nghỉ dưỡng dành riêng cho vua chúa và các quần thần Inca khi thủ đô Cusco của họ trở nên quá lạnh lẽo trong mùa hè. Pháo đài Machu Picchu được xây dựng vào năm 1450 sau Công nguyên. Tuy nhiên thì sau đó thành phố này đã bị bỏ hoang hàng trăm năm. Mãi đến năm 1911, pháo đài này mới được phát hiện và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1983. Đây có lẽ là khu vực quan trọng nhất ở Peru, địa điểm thu hút khách du lịch chính của đất nước và là một biểu tượng của niềm kiêu hãnh quốc gia. Khu di tích Chichen Itza, Mexico. Chichen Itza là sản phẩm của nền văn minh Maya, được xây dựng bởi một bộ tộc Izaes trong thế kỷ thứ 9 và phát triển thành một thủ đô trong khu vực cho đến thế kỷ thứ 12. Đây chính là công trình vĩ đại nhất còn sót lại đến ngày nay của người Maya cổ đại. Tộc người sở hữu nền văn minh đáng kinh ngạc và để lại rất nhiều bí ẩn cho giới khoa học. Địa điểm này chứa đựng vô số phong cách kiến trúc khác nhau như El Castillo,
đền thờ của Kukulcan và đền thờ của Warius. Kim tự tháp Chichen Itza xây theo kiến trúc hình chóp bốn mặt, đáy hình vuông với chiều cao 24m. Công trình bao gồm 9 bậc và có một ngôi đền nhỏ vuông vắn cao 6m nằm ở đỉnh tháp. Mỗi mặt của tòa tháp đều có 4 bậc cầu thang để dẫn lên đỉnh. Hiện tại, nguồn gốc thực sự của người Itza vẫn còn là một bí ẩn. Chichen Itza là một quần thể di tích rất đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là kim tự tháp Kukulcan. Với trí tuệ và sức lao động của người Maya cổ đại đã để lại cho nhân loại một công trình vĩ đại mà đến nay chứa đựng nhiều điều diệu kỳ chưa thể khám phá. Sự biến mất một cách bất thường của người Maya cho đến nay vẫn chưa có nhà khoa học nào có thể giải mã hoàn toàn. Kim tự tháp Kukulcan được xây dựng với mục đích thờ tế các vị thần trên các đỉnh tháp. Sở hữu nhiều điều bí ẩn cũng như các giá trị văn hóa lịch sử vĩ đại của nhân loại, kim tự tháp Kukulcan đã trở thành điểm đến của rất đông khách du lịch và các nhà khảo cổ học trên khắp thế giới. Đấu trường La Mã, Italia. Đấu trường La Mã hay còn được gọi là đấu trường Colosseum là công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 80 sau công nguyên dưới thời trị vì của hoàng đế Titus Vespasian. Đấu trường này có chiều cao lên đến 50m và dài 189m, rộng 156m và 3 tầng ghế ngồi. Tuy nhiên, vào năm 2007 sau công nguyên, một đám cháy lớn đã phá hủy tầng trên cùng. Để hoàn thành đấu trường La Mã, một lực lượng 60.000 người đã được huy động. Đấu trường La Mã được xây dựng vào năm 70 và 72 sau công nguyên. Đây là đấu trường lớn nhất thủ đô Rome. Trong quá khứ, nó có thể chứa đến 50.000 khán giả. Ngày nay, dù chỉ còn giữ lại chưa tới 1/3 cấu trúc ban đầu, nhưng nó vẫn được coi là biểu tượng của đế chế La Mã và là một trong những tuyệt tác trường tồn cùng với thời gian. Đền thờ Taj Mahal, Ấn Độ. Đền thờ Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ là lăng mộ hoành tráng do hoàng đế Mughal Shah Jahan cho xây dựng nhằm tưởng nhớ người vợ quá cố thân yêu của mình, Mumtaz Mahal. Taj Mahal được xây dựng theo hình dung của đức vua. Ngài cho rằng đây chính là công trình mô phỏng thiên đường nơi mà vị hoàng hậu thân yêu của ngài đã đi về. Công trình bắt đầu được xây dựng vào năm 1632 và mất khoảng 15 năm để hoàn thành. Có đến 28 loại đá quý được khảm lên mặt những phiến đá cẩm thạch ở trong lăng. Vật liệu xây dựng công trình được vận chuyển từ khắp nơi mang về trong đó. Ngọc bích được lấy từ Trung Quốc, ngọc lam lấy từ Tây Tạng và từ Rajasthan lấy về đá cẩm thạch trắng cùng những vật liệu xây dựng chính. Toàn bộ ngôi mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch gồm 4 tháp, mỗi tháp cao hơn 13 tầng. Taj Mahal là sự kết hợp của nhiều phong cách kiến trúc, gồm phong cách kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Chúng ta vừa mới chiêm ngưỡng 7 kỳ quan thế giới mới. Các bạn đã từng đặt chân đến những kỳ quan này chưa? Nếu có thì hãy để lại cảm nhận của mình bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.